Ở số 2 mình sử dụng kiến thức là hai mặt phẳng chứa hai cạnh song song với nhau. Và phẳng Q chứa A và phẳng B chứa B này, hai mặt phẳng chứa hai cạnh song song với nhau thì sao mọi người? Hai mặt phẳng chứa hai cạnh song song mà phẳng P chứa thẳng B này và phẳng Q chứa thẳng A này, AB song song với nhau. Thì cái giao tuyến của P với Q thì giao tuyến đây này. Thì giao tuyến này cái đường này nó sẽ làm sao nhỉ? Song song với cả A và B nhá. Đó, và đường cái đường thẳng này nó phải đi qua điểm chung đúng không? Vậy nó sẽ là cái đường thẳng đi qua điểm A đấy, điểm A điểm chung là đó đấy. Và song song với cả A và cả B. Đó thì ở đây thì nhắc lại ở cái số 2 đó là mình dùng cái kiến thức song song này ở đây. Đó là mình có A thuộc vào P. B thuộc vào P đúng không? Thôi thử đây A B nhá. A thuộc vào B, B thuộc vào Q. A song song với B. A song song với B. Rồi sau đó mọi người gộp cả ba ký này lại với nhau này. Đó, thì đầu tiên là giao tuyến với A và B và giao tuyến với điểm chung. Vậy giao tuyến sẽ là một cái đường thẳng đi qua điểm chung A, đi qua điểm A và song song với cả A và cả đường A và đường B đúng không? Vậy nên mình kết luận rằng là giao tuyến của P cắt với Q sẽ tại mình hai ký hiệu là đi qua A đúng không? Thì mình gọi đường thẳng là đường thẳng AX nhá. AX và phải song song với cả A và song với cả B. Song song với cả A, song với cả B. Đó. Thì đây là một cái dạng bài tập đầu tiên trong việc không gian mà mình sẽ phải nắm vững. Đó là giao tuyến. Có hai loại nhá. Giao tuyến bình thường và song song.